Bật mí những mẫu nail ngọt ngào mùa Noel cho bạn nữ. 1. Họa tiết cây thông. Cây thông Giáng sinh là một biểu tượng không thể thiếu trong dịp lễ hội này rồi. Không hề nhàm chán như bạn nghĩ, chỉ riêng với họa tiết cây thông thôi cũng đã có biết bao nhiêu sự sáng tạo. Vì thế mà bạn sẽ có vô số kiểu dáng để biến hóa với mẫu nail này. Sơn nền màu nude, ở giữa là cây thông Noel màu xanh óng ánh với các hình trang trí đơn giản nhưng giúp móng tay của bạn nổi bật đấy nhé. 2. Bông tuyết trắng. Đây là mẫu nail Noel đẹp dành riêng cho các cô nàng yêu mùa đông. Với hình ảnh bông tuyết trắng tinh nhiều cạnh, nở rộ trên nền sơn màu xanh umbe cũng là một gợi ý về mẫu nail đẹp cho bạn. 3. Chú tuần lộc. Hình chú tuần lộc dễ thương và đáng yêu nổi bật là mẫu nail Noel đẹp cho các bạn gái yêu thích người bạn đường đáng yêu của ông già Noel này. Ngộ nghĩnh, đáng yêu nhưng lại mang đậm chất Giáng sinh, hình ảnh chú tuần lộc đáng yêu xuất hiện trên những đôi tay xinh yêu của bạn chắc chắn sẽ vô cùng thu hút và ấn tượng. 4. Ông già Noel. Bạn gái hoàn toàn có thể thực hiện kiểu nail này ở nhà. Chỉ cần đầu tư một chút thời gian, cộng với sự khéo léo và tỉ mỉ, bạn sẽ có được một bộ nail ông già Noel ngộ nghĩnh và đáng yêu. 5. Chiếc mũ Noel. Một kiểu nail đơn giản, dễ thực hiện nhưng mang đậm không khí ngày Giáng sinh. Từ những đồ vật đơn giản của Giáng sinh, chỉ cần bạn sáng tạo một chút là sẽ có ngay bộ nail đẹp Giáng sinh thật tuyệt phải không nào? 6. Người tuyết. Mẫu nail trông có phần ngộ nghĩnh này sẽ là điểm nhấn cho bàn tay của bạn đấy. Nhấn nhá thêm một vài bông tuyết tròn tròn xinh xinh thì các bạn sẽ có ngay một bộ nail siêu ngọt, ngào rồi đó. 7. Màu đỏ, không cần cầu kỳ họa tiết, chỉ đơn giản một bộ nail màu đỏ là đã tràn trề không khí Giáng sinh rồi đó. Nhấn nhá thêm nhiều thể loại như màu ombre huyền bí này, hay là màu sơn óng ánh là bạn đã có bộ nail xinh xinh rồi đó.